Đây, xin chia sẻ với anh em. Thì công đoạn lắp đặt mắt nối điều chỉnh PT16 nhé. Đây là loại dài. Còn loại PT16 mà thường anh em sử dụng hay dùng nó ngắn lắm. Loại này phải đặt sản xuất riêng. Đây mọi người này. Đấy. Lắp đặt PT16. Này. Khóa chốt hai đầu. Đấy. Cái kia là tạ chống rung nha mọi người nhá. Đấy, tạ chống rung. Đấy. Ở giữa là một bán to đôi. Bán to. Nhìn đúng nhá, đúng chiều. Đấy. Đây mọi người thấy cái tạ chống rung này, tay mình cầm này. Ác chiến không? Anh em thấy nó treo trên, anh em thấy nó treo trên dây nó bé tẹo teo đúng không? Đây. Mọi người thấy tay mình này, bàn tay mình cầm này, nhìn thấy nó ác chiến chưa? Đấy, tạ chống rung ấy. Đây có mã là FR3. Còn cái này là PT16. Đưa cái ốc hơi khó luôn. Đây là anh em đang tiến hành lắp cái PT16 à. Đây mọi người thấy nó dài như này cơ mà. Cái PT thường kia, PT16 thường kia thì nó ngắn lắm. Đây bộ này dài. Bên mình sản xuất đặc biệt theo yêu cầu khách hàng. Cái này phải đặt nha anh em nhé. Đặt sản xuất đặc biệt theo yêu cầu khách hàng. Theo đúng bản vẽ luôn. Đủ chứ? Thiếu ấy hả? 8 không? Không sao em cưới nắp cái kia. Chắc nó rơi ra rồi. Sợ là rơi trong bao ấy. Cái này là cái khuy cài này. Đây, sợ rơi trong bao. Lúc vừa anh tháo một cái này. Em cứ lắp đi xong tí nữa lấy khuy ngoài sao. Đổi con ốc khác em. Mình thì đổi con ốc khác. Đi xem nào. Cấn cấn ở cái chỗ mắt của nó này. Ừ. Thiếu gì đâu, đây. Đây lấy cái này. Nó cái chỗ này là chỗ làm nó chưa được nhẵn thôi nên nó khó. Rồi.
lột bộ này. Mặt nối điều chỉnh. Đây, bảo anh rồi. Được rồi. Tạ trông rung to chưa? Ui, quả này đúng tạ. Cầm nó to này. Mắt nối điều chỉnh PT16. Ok, anh em hoàn thiện cái công tác lắp mắt nối điều chỉnh PT16. Cái này chắc tí nữa ra xem xe anh xem là nó dụng trên xe nào. Rồi. Ok, cảm ơn anh em nhé. Anh em mà cần tư vấn hỗ trợ gì về điện thì có thể liên hệ với Điện Việt Nam theo số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Anh em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mọi người. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.